Nè, có viếng ở nhà không? Alo. Đây, mẹ viếng nè, cho gặp viếng xí. Bà viếng, mà bà viếng. Nụ. À, lẽ con đã khóc à mà mặt gà đã cả nhá. Mà y bác lôi mút cô và bài ngày và mút nem bên cô và hả mà quá đang thôi hả và hả quay mà bà ghê bu cả lạc ghê lụ bu là người lừa mấy ghê bạn lụ bà ghê bu boy mặt mũi im bu ô bà ghê bu ghê lụ y và mà hả mặt đi cái bà bố bao nhiêu đâu lôi à ổn ní ô và hả đây lên và hả nó ghê tao này quá ngồi chào chào anh có nhảy tụng kia ok ờ mà ui ui ni kle ha to phụt mà ghê con làm dạ để ô e để đọc lên em cái làm mà để ghê anh làm em cái làm mẫu ni ka ha và ha ta lệ mẫu ni mà ờ hay con ca pua vậy con ca vậy ờ hay em mà bệnh ổn ờ ờ bây giờ đang ăn cơm đang cầm nữa nó chèo đang cầm mình nhậu cái cà bùa cái có hì đang cầm cái có hì nhá nhá ok cái bé cà bùa đã đang cầm mà chưa để tắm nước chuyện nè bây giờ mắc ăn cơm đang em mình gặp mình nói chuyện với cô mình mỗi ngày hay là lâu lâu mới gọi dạ không ban ngày thì không hay nói chuyện bên xe mình nói chuyện cơ tống giờ vậy đó dạ tống giờ mới nói chuyện con đi lần đầu nên mình lo đúng không? À, mình nhớ rồi mình lo được trong trong sợ mình không hay cho đi đó. Không sao chứ bây giờ giỏi mà bởi vì giỏi chứ không phải lo đâu. Rồi mình nhớ viền nữa. Kia là bà ngoại là ai? À, bà ngoại bà nội. Mẹ anh ông đó. Bà nội của viền. Đây bà nội à? Bà nội. Viền à. Ngoài bà chết đi đâu rồi bà một tháng đi một tháng đi ông Quyền hả Quyền đi đâu bé Quyền đi đâu rồi đi không biết đi đâu nào không biết được đâu rồi còn chào không chào đâu gặp được đi đâu để hai đứa không muốn Sài Gòn không biết Quyền đi đâu Sài Gòn rồi à bé Quyền đi Sài Gòn rồi tôi nhỏ quá gì cũng cháu á ngọt chồng hả nhỏ quá lòng chào bà già bà nhớ nhỏ quá để bà nuôi một bà đó nhỏ quá để là cho bà nuôi à bà nội nhé bà nội nuôi được không mẹ già nó còn cao đi à. Hay là kêu Huyền về với bà hả giờ bỏ Huyền đi về lại quê nha nhà quê hả dạ. À, trong cờ con Huyền về nha dạ đó đó là trên đó đó họ thong bà thong này về nhé dạ cái gì lên người quyền về cho bà đúng không ok chứ tôi nhỏ quá mà nhỏ cho một cháu mà à bà nhỏ cháu bà quá bà nhỏ cháu quá bà nhỏ cháu quá bà nhỏ không biết nước lớn lên tới đây luôn mới đây nhà hình nhà này đây này nước lớn tới đây rồi đừng bắt đầu nước lớn tới đó luôn à, đổ, nước lớn tới đây nước lớn tới đây đây này nước này bây giờ là nước cũng lớn nhưng mà chưa lớn lắm các bạn xem này à, khi mà nước lớn nó rác nó qua cái đỉnh đầu luôn cái bụi tre đó các bạn đây đó cái bụi tre đó mà nước nó rác cái tấp vô đây chứng tỏ là nước nó qua cái đỉnh đầu của Thương Hoa Lan luôn mà bên kia xa xa là con sông Trà Khúc cái đò mà mình vừa đi qua nước sông rất là dữ tận đó thấy thường chưa quê của Quyền Hê Re thì ở một vùng trên là đồi núi dưới là sông sâu nguy hiểm Đinh Thị Ngâm dạ. Thưa các bạn đây là chị Đinh Thị Ngâm là mẹ của Huyền Huyền Hê Re đó các bạn
nhưng mà ở nhà thì Quyền làm giúp cho mẹ nhiều thứ. Quyền cao có xíu xíu mình làm sao mà giúp cho mẹ được, Quyền làm được những gì? Quyền lầm bố, Quyền dối, Quyền ở đây, Quyền lầm được chăn bò, rồi cho heo ăn, rồi nấu cơm, rồi quét nhà, rồi lau nhà nữa, rồi giặt đồ cho em, thay giải Quyền dối. Quyền ở nhà bố, Quyền lầm lý do chỉ là Quyền không được xuống đồng lồng cắm cây cuốc. Bây giờ nhớ Quyền thì làm sao để gặp Quyền? Thay vào điện thoại không thôi, nếu thoáng Quyền không được hay thoáng Quyền không về thì chắc ngày vô đó lại Quyền á, cho Quyền về thăm. Mà có em Phú nói là không cần vô lại là có em Phú dân gì được hay thoáng. Vô chắc giờ em Phú xin không biết rồi. Nếu ông Phú đem diễn được thì chắc chị vô đã chị. À đúng rồi, vợ của anh Phú độc lạ Bình Dương là sắp sinh con rồi, cho nên là Phú đang bận. Nhưng sao Quyền ở trong đó vui lắm chị, cho nên mình yên tâm. Không phải mình sợ Quyền vậy. Do mà Quyền không hay đi đó, mình nhớ Quyền, rồi thằng hai đứa em nó vô thằng cu đó 5 ngày đó, cu không ăn không uống gì hết. Rồi bị điện miết coi viện bẻ điện thoại mẹ biết miết rồi, bây giờ đỡ rồi, bây giờ thằng em đi ông lão rồi, đi vô đám rồi. Dạ lúc nãy lên thì gặp ba của Huyền đang ăn cơm, tàu lớn các bạn. Cơm mà ăn cơm cũng ăn cơm lá mì cũng giống như hít tí hôn luôn, đâu rồi. Ở đây thì bà con mình không có, chị không có đi chợ được hả chị hay sao? Bố, bây giờ đơm còn mấy ngày trước nước lớn lên tới đây luôn, mở đây nhà này, đây này nước lớn tới đây rồi. Ủa, đợt vừa đầu nước lớn tới đó luôn. Nhà của Huyền thì nước lụt gần sông. Năm 2003 đó có đây luôn, đây nè, biết nước lớn nè. Đâu hồi trưa nay mà ăn cái món gì đâu, chị xem thử. Không có. Quay lại thử Quyền nó có nhớ cái món ăn cơm với lại lá mì đâu rồi. Đâu? Viên ở trong đó, Viên nói nhớ mẹ nhớ bộ thì. Dạ bầu mà, đừng có nhớ em. Miếc lá mì. Đâu, dẫn chú em xem thử. Em mà ý là chú nói là lá mì. Đâu ba lúc nãy ăn cơm lá mì đâu, chợ chị cũng xem thử. Đâu rồi, cái tô cơm đang lỡ dở. Đó mà. À. Chắc hết rồi đây. Con mà. Đâu. Đi xuống nhà dưới xem thử. Đó, trên bếp rồi nè. Đâu đi. Đi xuống dẫn em đi. Ngày nào cũng ăn dài thôi. Anh đi trước đi, anh đi trước. Mua lầm rồi. Đi chợ khổ không có. Mưa gió mà. Đâu có lầm mà. Đúng rồi, mưa gió cho nên là không có đi chợ được. Nhìn cái cảnh này là Quyền coi như là con người Việt nó là vô biết mà. Đâu. Điện đó là mì hết rồi. Thằng U ở bên qua cũng ăn, cũng dùng đây em kia nữa. Lá mì xào với ớt hết rồi. Lá mì xào với ớt. Không có gì, không có gì ăn luôn. Không có. Rồi mùi ăn gió. Cho xa chợ đó, điện được. Rồi nếu có tiền mình cũng điện được vô. Rồi mà như mưa này, tiền cũng có nữa. Không có lồng gì, có tiền nó nước lớn nữa, bão nữa, đi không sao cũng được. Có việc ở nhà thì Quyền biết kiếm rau. Có việc này đây, có việc mà nói thì nói gì. Có nước rồi vô mẹ đi lồng thì không có ai kiếm. Giang bồ mẹ đi lồng miết á, không có ai đi kiếm rau. Em nó ở nhà là chăn bò, nhà là đá bò, bò xanh. Tức là ở đây là vùng sâu vùng xa, cho nên là có tiền cũng không mua được thịt cá. À, rồi, hiểu rồi. Rồi, đò đã cập bến an toàn rồi các bạn. Rồi. Có thiếu ốp phao không chú? Ốp có cần ốp phao không? Mai mốt con nói chỗ giao thông người ta đem đây tôi cấp tiếp. Cần hả? Chứ mấy ốp phao được trước công ty mà nước chạy rất êm.